Thưa ông thì ông căn cứ vào đâu để mà ông nói là người điệu hồ Lý Sơn chính là người Hoa Kỳ ạ? Dạ vâng. Tất cả bốn vị hạm trưởng HQ4, HQ5, HQ10 và HQ16 tuy rằng cùng có mặt trong cái trận đánh đó, nhưng mà tất cả những vị hạm trưởng đó đều không biết gì về ông Cos. Duy chỉ có một mình tôi là người đi sát cánh với ông, vì ông ấy thuộc phái đoàn của tôi và hai anh sĩ quan công binh. Cho nên tôi biết rõ. Tôi sẽ đưa ra một vài cái chứng cứ. Thứ nhất là vì đi cạnh tôi, cho nên lúc trò chuyện tâm sự thì anh ấy thổ lộ cho tôi biết rằng anh nguyên là một trung úy mũ xanh. Sau này anh ấy được tuyển sang làm ở bên tòa lãnh sự. Về phong tục tập quán của người Việt Nam thì anh cũng tâm sự, anh nói ồ tôi rất quen với nước mắm, mắm tôm và cả thịt chó, là tôi biết anh là người rất rành sát với Việt Nam, phong tục tập quán của Việt Nam. Tình cờ vì ông đi cạnh tôi cho nên khi mà chúng tôi lên đảo đó thì anh trưởng đài khí tượng có nhà ý nhường cho tôi cái ghế bố để tôi nằm, là vì tôi bị say sóng, sau say sóng lại để say đất thì tôi mệt lắm rồi, ông nhường tôi ghế bố để ông nằm, còn ông nằm dưới đất. Thì anh Cốt nằm cạnh tôi thì mấy tiếng đồng hồ sau bất giác anh kéo cái xác của anh ra, anh mở thì tình cờ tôi trông thấy, tôi không phải là tò mò mà chỉ là một tình cờ tôi trông thấy anh tháo một cái túi của anh ra, tôi thấy anh có tới 2 cây thuốc lá, tức là 20 gói thuốc lá và một cái túi nhỏ đựng đồ thoát hiểm mưu sinh, mà anh em chúng tôi trong quân đội là nhìn đồ nghề là biết là cái dùng để vào việc gì, gồm có bẫy, lưỡi câu, lưới. Tôi thắc mắc, tôi bảo đi công tác có 2 ngày mà trên chiến hạm thiếu gì thuốc lá, có mang đi thì mang vài ba gói đủ rồi mà sao lại mang tới 20 gói. Trừ hết, sau khi cái trận hải chiến đánh mà chúng tôi bị tràn ngập lên đảo, đến buổi xế chiều chúng tôi đói thì từ sáng sớm là chưa ăn gì, thì khi tập họp ra ngoài bãi đó thì anh ngồi cạnh tôi thì anh hiểu là tôi đói, anh mới mở cho tôi một cái hộp cá nhỏ lắm, nhỏ và mỏng hơn bao thuốc lá, anh đưa tôi một miếng thì cái lát cá nó cỡ chừng cái miếng kẹo chewing gum lát đó, nhỏ nhỏ vậy thôi. Anh đưa tôi ăn thì tôi nhìn thì con mắt của tôi thú thực mà nói, đói từ sáng giờ mà đưa miếng cá chừng này thì ăn thua gì ấy. Nhưng mà anh ta hiểu được ý tôi, anh ta giải ngay, anh ta không, anh cứ ăn đi, ăn cái này đỡ đói. Té ra là thực phẩm đặc biệt, mà tôi ăn một lát cá mà tôi cảm thấy đầm bụng thật, mà anh ta cũng chỉ ăn nó một lát thôi. Đó, chưa hết, sau này khi tôi đi về tôi mới được Bộ Tư lệnh Quân đoàn giải thích, cũng như anh em bên Hải quân giải thích cho tôi biết, tôi mới hiểu ra rằng xung quanh chúng tôi không thiếu gì các chiến hạm của hạm đội 7, nhưng mà cái trận hải chiến xảy ra biết bao nhiêu anh em hải quân thoát hiểm mưu sinh xuống bè mà họ không kể cứu vớt. Nhưng mà nếu cô Trường Giang có theo dõi câu chuyện thời sự, theo dõi tin tức thì biết rằng có một bè 4 cái kết hợp lại mà trôi dạt về mãi tận Quy Nhơn mới được chiếc thương thuyền của Hòa Lan, tức là hình như chiếc Cobionella cứu vớt, trong khi đó họ ở sát nách mình mà họ an binh bất động vô can. Đó, đó là bề ngoài. Còn bên trong, khi tôi bị bắt thì khoảng 3 4 tiếng đồng hồ sau khi mà tập họp gom tất cả những người bị bắt lại, tôi là người sau cùng, thì khi mà tôi từ trong lùm cây bị Trung Cộng nó dẫn tôi ra đó, thì tôi nhìn thấy anh Mỹ ngồi đó đã có người nói tiếng Anh. Với mình bây giờ thì câu chuyện người nói tiếng Anh thì cái quá đơn giản, nhưng mà thời đó không phải là chuyện bình thường, rất bất bình thường, bởi vì hồi đó chúng ta còn dùng cái từ ngữ là bên kia bức màn sắt mà lại người tàu mà lại nói được tiếng Anh. Điều đó không phải là một đơn vị tác chiến tự nhiên ở ngoài giữa chiến trận mà có được một người nói tiếng Anh, đủ hiểu rằng họ đã sắp xếp sẵn và họ biết rằng trên đảo có người Anh, à người Mỹ, họ đã liên lạc với nhau rồi. Chưa hết, khi mà trong tình trạng đối đầu, tôi đang từ HQ16, tôi được lệnh của hải đội trưởng, tức là đại tá hải quân Hà Văn Ngạc, đã tổng chỉ huy trận đánh, yêu cầu tôi sang bên HQ5, tức là cái soái hạm, để làm gì? Để cho anh Cốt đi theo tôi sang bên đó. Tôi mới sang HQ5, tức là sang soái hạm, mới khoảng 3 4 giờ chiều thì đến đêm tôi lại nghe loa gọi
mời thiếu tá Hồng lên đài chỉ huy để gặp hải đội trưởng. Thì khi tôi vừa lên thì đại tá Hà Văn Ngạn vỗ vai tôi nói: Toa, cốt này nó là bạn của Mòa, nó nhát lắm, nó sợ trên này nguy hiểm. Thì Toa cảm phiền đi xuống đảo. Thế là 10 giờ đêm tôi mới đi xuống đảo trở lại. Mà quả nhiên đúng là ở trên chiến hạm thì nguy hiểm hơn ở dưới đất. Đó. Thì khi xuống đất nửa đêm thì hôm sau khoảng 10 giờ hơn là bắt đầu nổ súng. Thì con mắt của những người quân sự tôi đó, tôi lượng giá thì tôi hiểu ra được rằng khi họ đến tấn công lên đó, thí dụ như chúng tôi mà tấn công đó, thì cái mục tiêu đã xé nát với chúng tôi, rồi tôi mới đưa quân lên. Thế nhưng mà không, họ tác xạ bằng trực xạ, họ bắn vào tường trên tầm cao, tức là họ không dùng súng vòng cầu để họ thả đạn rớt xuống mục tiêu cho nát mục tiêu, họ vơi lên. Họ cố tình để làm chi? Để những người trên đảo không chết. Những người trên đảo không chết không có nghĩa là họ thương tình anh em chúng tôi đâu, mà họ biết chắc chắn trên đó có một người Mỹ, cho nên họ phải tránh sát thương đến tối đa. Đó. Rồi, chưa hết. Khi sau này tôi bị bắt đưa lên trại thu dung tù binh huyện Huyền Hóa, tỉnh Quảng Đông, thành phố Quảng Châu, thì tất cả trên đường đi tôi đã được biết anh Coach được đãi ngộ đặc biệt. Khi đi từ ở Đại Hải Nam bằng tàu Kronstadt đưa về đảo Hải Nam thì anh ta được ngồi riêng. Lên đến đảo anh ta được ở riêng. Và bắt đầu đi ra phi trường anh ta được đi xe riêng. Khi lên máy bay thì cùng chuyến bay với tôi, anh ta được mời lên trên cabin, trên chỗ phi hành đoàn. Chúng tôi ngồi bên dưới và bị còng tay, anh ta thì không. Khi xuống phi trường Quảng Châu, anh ta được ngồi xe jeep riêng. Và bây giờ là anh ta được cách ly, không ở với chúng tôi nữa. Chưa hết, một chi tiết nhỏ là cái lần xuống đảo trước đó, trước đó 1-2 ngày thì anh ăn chung với tôi. Sau khi đại tá Hà Văn Ngạc nói bây giờ xuống lại đảo đó, thì anh ta khai bệnh. Mà cái bệnh này là bệnh bất thường, bất bình thường và đã có dự chủ trước. Quả vậy, chỉ một tuần lễ sau khi bị nhốt ở trại thu dung tù binh, thì anh Cos là người được đưa tên đầu tiên với lý do anh ta bị bệnh mãn tính kinh niên, cho nên ưu tiên được về trước. Tất cả những cái dữ kiện đó rất là lớp lang, rất là chi tiết. Họ sắp xếp rất là kỹ lưỡng. Từ những cái điều đó tôi mới dám khẳng định rằng anh Coach anh biết hết đường đi nước bước và chúng tôi chỉ là người đi theo mà không hề biết.